Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng quay trở lại với anh em trong video tiếp theo đây. Thì cũng vắng bóng một thời gian cũng dài, thì Dũng cũng hôm nay Dũng muốn tiếp tục làm những video giúp ích được cho những anh em và cho anh em những lời khuyên để cho anh em tránh sử dụng những cái gì mà nó sai lầm gây ảnh hưởng tới xe nhiều. Thì do cũng rất nhiều cái việc ảnh hưởng tới vấn đề quay video cho anh em, thì công cụ của Dũng cũng đã nó hư và nó mất rất nhiều thứ và Dũng không thể làm video cho anh em. Nên gần đây có thể là anh em thấy rất nhiều video cách nay cũng 1-2 tháng là Dũng không có làm một cách chỉnh chu nhất, thì nó Dũng không còn công cụ để làm. Và hôm nay Dũng cũng làm sử dụng những cái công cụ nó thô sơ quá rồi. Nhưng mà Dũng cũng cố gắng mình tiếp tục không ngừng nghỉ để giúp ích được cho anh em về vấn đề chia sẻ về xe cũng như chăm sóc xe. Thì hôm nay Dũng muốn chia sẻ anh em về một cái sai lầm và Dũng thấy cũng rất nhiều người đang áp dụng trong thời gian cũng cách đây cũng nhiều năm rồi. Và họ cũng nhiều người cũng sử dụng mà nó thẳng là nó cũng dạng nó cũng gây ảnh hưởng xe và nó dơ xe chứ gì đó. Đó là anh em thấy những người mà trên mạng họ làm những video đó là họ sử dụng những cái loại nhớt cũ, hay gọi là họ nói là có thể sử dụng những loại lớn nhớt sạch đó anh em, để làm mới chiếc xe, giống như làm mới những cái phần nhựa đen á. Thì liệu những cái này có tốt hay không thì mình sẽ vào chi tiết luôn cho anh em. Thì họ nói chúng ta sử dụng những cái loại nhớt cũ như thế này nè, thì cái này là mình đã chiết ra một số nhớt cũ và mình thay á anh em, thì nó còn dư một số loại nhớt cũ này nọ, thì mình cũng thường bỏ vô chỗ nơi nó thích hợp để khi nào mình cần thiết sử dụng những gì vào mục đích có ích nhất những loại nhớt cũ này nè, và cũng có thể những loại nhớt mới này nè. Mình cũng đã vô trong thời gian mình đổ những cái chai mục đích á thì nó dư 200ml mình để dành mình chăm nhớt và mình vẫn còn nha anh em. Thì nhiều người cũng làm không biết họ câu view hay câu like gì mình không biết. Mình thì mình chỉ không phải mình chia sẻ để bóc phốt ai cả. Vấn đề là mình muốn giúp ích được những người mà theo dõi Dũng, và Dũng xem những người theo dõi Dũng giống như những người bạn trong gia đình thôi. Và mình muốn chia sẻ những cái tốt nhất cho họ và để họ tránh những cái mà nó không có mang lại lợi ích lâu dài và cũng như là nó không có giúp ích được nhiều cho xe và nó làm cho anh em chán nản và không muốn chăm sóc xe cũng vì là do những cái tình trạng là chăm sóc xe không đúng cách. Thì họ chỉ như thế này, họ nói là anh em sử dụng cái loại nhớt cũ nó màu đen nè, khi mà anh em chạy thì nó đen nó dơ như thế này đây, thì mình đổ ra anh em thấy nè, nó dơ nó thành một cái hình màu đen. Và họ nói là chúng ta lấy cái này chúng ta quẹt vô cái phần nhựa đen á anh em, cũng có thể anh em xem đây, phần nhựa nhám đen như thế này đây, nhựa nhám đen anh thấy đây, và đem theo nhựa phần đuôi nhựa nhám đây nè, thì những cái nhựa nhám này nó bạc màu á thì nó sẽ thành một cái màu đen như cũ, và từ những cái loại nhớt cũ như thế này đây, hoặc những cái loại nhớt sạch. Nhưng mà liệu nó có được hay không thì mình không có nói suông anh em, mình cũng đã test thử trên xe luôn, làm cái gì cũng vậy, mình làm cái gì mình cũng không có gọi là mình phán đoán một cách tùy tiện là cái đó có tốt hay có không tốt, và mình phải test thử luôn. Thì mình thấy mình test thử nhiều người á thì anh em biết á, họ sử dụng những cái máy khò để họ khò cho nó khô cái phần đây nè, khi mà test ba cái nhớt dơ á, nhớt đen á, thì người ta chỉ cho anh em lấy những loại nhớt đen nhớt cũ, và anh em cứ nhúng vô thế này và anh em quẹt hẳn lên như thế này đi, quẹt hẳn lên cái nhựa phần nhựa nhám vậy nè, thì một là để khô, anh em để khô xong thì nó sẽ giúp cho cái phần nhựa này trở về bản trạng thái ban đầu. Nhiều cái thì họ nói là anh em phải lấy máy khò hoặc anh em phơi ngoài nắng rồi đó để cho nó khô, và nó sẽ rút vô cái phần nhựa này, nó giúp cho phần nhựa này đen trở lại trạng thái ban đầu giống như xe mới. Thì anh em thấy nó có hợp lý hay không, và mình thì mình không phán đoán gì hết, mình làm thử luôn. Thì khi mà họ làm xong á thì họ chùi sạch sẽ luôn về cho anh em nó, họ chùi sạch sẽ như thế này luôn, và họ nói là cái này nó trở lại bạn thấy ban đầu, giúp cái phần này nó thật sự nó sáng nó đẹp và nó giúp cho xe mới. Thì mình thấy nó thật sự nó không có lợi ích gì nha anh em, vì khi mà anh em chơi những cái loại nhớt á, nhớt thì nó có phần dầu trong đây nè,
thì khi chúng ta để khô thì nó vẫn còn dầu, nó vẫn còn cái chất dầu, chất bôi đơn lên đây, và nó dính vô quần áo của anh em chạy á, và nó cũng không có giúp cho cái phần này nhựa này nó tốt lên được bao nhiêu đâu. Và anh em có phơi có khò như thế nào thì nó cũng không có rút gì được vô cái phần nhựa đen anh em. Nếu mà thật sự dễ dàng như vậy thì người ta lấy nhớt cũ, người ta làm những cái phần này chắc là những cái công ty làm vàng áo vàng nhựa này chắc nghỉ hết nha anh em. Thì mình cũng đã làm thử và mình để 3-4 ngày luôn, để cho phải ngoài nắng ngoài mưa ngoài khô tùm lum hết, cuối cùng mình lấy nồi giẻ mình lau lại thì nó vẫn bình thường và nó càng dơ hơn, làm cho mình phải tốn sức, mình phải rửa lại nữa, rất mất thời gian nha anh em. Thì cái đó là một cái mà mình nghĩ là anh em không nên làm, không nên áp dụng làm chi. Ok rồi, ok anh em, thì nãy giờ mình đã chia sẻ anh em về một số cái mà gọi là một số cái sự thật về nhớt cũ để cho giúp cho xe nó đẹp hơn, nó trở lại trạng thái ban đầu, là giúp cho những cái dạng nhựa nhám á, đen á, sử dụng nhớt cũ nhớt sạch á, làm cho nó sạch sẽ, nó đẹp hơn. Thì sự thật nó như thế này á anh em. Thì mình muốn cho anh em tránh những cái tình trạng mà mất thời gian vào những chuyện mà trên mạng người ta làm theo kiểu là người ta không có kiểm chứng cho anh em. Thì mình cũng không bóc phốt ai cả, mình chỉ chia sẻ những cái mà mình làm, mình trải nghiệm được và nó không có giúp ích được gì. Mình muốn chia sẻ lại những cái điều này cho những anh em nào mình đi sau, để mình có kiến thức và mình luôn thích chăm sóc xe, chứ không phải là vì những cái mà nó không có tốt để nó làm cho mất cái tình yêu xe của anh em. Thì video sẽ tạm dừng tại đây và luôn hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào anh em.